Trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Hiện nay là Phương đang đứng ở cái chỗ này, là nơi cái mà Phương dự định sẽ làm cái chạm đây. Và giờ là Phương chờ mở cửa để vào bên trong. Sau khi vào bên trong rồi sẽ bắt đầu tiến hành làm giấy tờ để mà hợp đồng để thuê. Đây là khung cảnh xung quanh. Phía trước mình là rất là yên tĩnh, ở đây rất là yên tĩnh nha. Ruộng đây. Trời ơi, mà dương dai đâu giữa đường vậy. Giờ đây là Phương đã vô bên trong. Theo như mình mới nói chuyện lại với anh chủ á, thì ngang 20 và 20. Đây là phần đất bên trong. Đây nó có được cây xoài. Cây xoài với cây chanh chá. Dưới đây là bờ sông rồi. Từ ở ngoài kia vô đây là 20 mét hả chị? Em cũng không biết nữa. Tầm thế hoặc hơn ạ. Chứ không hơn 20 đâu. Đằng này thì nó ngắn hơn, nhưng mà đằng này thì nó dài hơn. Thì nếu mà tính từ vách này ra là khi như anh nói tới cái cửa, em nghĩ là khoảng 20. Dạ. Tại anh nói là 40 mét vuông, 400 mét vuông. Khoảng như thế. Dạ. Anh đánh hộ em những cái cây này trồng qua bên kia hộ em nhé. Mấy cây hoa này là nhà trồng đó. Mấy cây này đây này. Cây sắc kê này. Cây này cây sắc kê mà. Đúng không? Cả mấy cây hoa vàng vàng này là trồng hết đấy. Mà bây giờ cỏ nó mọc vào. Đang thuê cái chú lớn lớn tuổi, chú đang dọn vườn cho em. Chú bảo chú dọn mấy ngày xong đó. Đến nay mấy ngày rồi cũng chưa mà nó này đó. Vì cái này phải hối chú rồi, đánh gấp rồi. Chú ơi, dọn đằng này cho cháu trước rồi. Đó, đây là toàn bộ cái chỗ mà Phương thuê. Vô được không ra được à. Hai vợ chồng mà về đây mà lớn quá nữa tôi thả chó cắn lộn nha. Chập. Lính nó bệnh, thấy lính bệnh chưa? Đây. Dữ lắm. Xác chạm qua hồng đen nè, đấy. Ở nó có hai người cũng dữ lắm. Đó. Cái bên luôn á. Mày dựng
kỳ sinh ra có giữ lại không? Dạ giữ, giữ kỳ sinh ra. Bây giờ em nói nghe nè, bây giờ anh cứ kêu đốn là cũng đốn. Rồi giờ anh cho tiền kia em đốn, em cũng không đốn nữa nè. Đó thiệt. Tại trứng cá được thì nhờ cái ông hết. Anh làm giống như bên em rồi đó. Anh chắc xung quanh anh chừa cái cây đó làm cái lợn cho nó uống nước giống như bên em nữa. Nó vừa đẹp mà vừa dễ nhìn nữa. Mà cây trứng cá cũng không có bị gì nữa. Cái gì đó, ở ngoài đây sống là nhờ cây, chặt cây hết rồi lấy quần què về sống. Rất nóng rồi, chặt cây hết. Rồi chị nghĩ đi, ở giữa đồng chỉ nhờ mấy cái cây để cho nó có sâu không? Mát trứng cá sâu không? Không. Một bụi tre đó là bụi tre. Ngồi tướng hết tiền à. Hồi đó em mới về đây ở như đó bên Cường. Thằng cha thấm trồng bụi xả đây nè. Rồi đó, rồi em mới về đây em mở em đâu có biết ai là anh em của ổng ai ấy đâu. Ổng đi về chợ. Ngồi tướng hết tiền. Ở đây nó vô bắt con gà xong rồi đổ xả đi tỉnh bơ, người ta cầm xả, người ta cầm gà. Xong sáng cái ổng qua ổng nói vợ chồng em rồi nè, lấy gà ổng mắc nữa, trời ai biết gà ổng mắc ai biết đâu, tôi nó hiện với ông á, bây giờ ổng có cho tôi cũng ăn nữa, tại cái tính em á, con gà mà giết em không ăn, ra thà ra chợ mua phước mài phước mặt, cái xong nó nói trời ai biết, ông có nói tôi ai là anh em. Rồi đây là phần đất của Phương, là tới cái cột đó, tại cái cột đó, cột chanh đó đó, nhịp ngược gì đây. À, cho tới cái dách đó, bắt đầu là từ dách này chạy dài xuống tới bờ sông dưới kia, đó là ngay cái dách trong đó đó. Bây giờ mấy anh thợ đang xuống để chuẩn bị làm cái hàng rào, là hàng rào là bao từ đó đó, bao dài xuống bên đây, bên đây là bao dài qua cái bờ kinh luôn, cho nó chắc chắn lại. Còn cái này là cái chậu của Phương ở trước đó, khi nào mà có điều kiện nữa thì Phương sẽ tiếp tục dựng thêm mấy cái chậu cho cái bé nữa. Ở đây là được có mấy cây cao nè, trứng cá nè, cây sòi rồi nè đó, để mà cho mấy bé nó ở cho nó bóng mát luôn. Nó cũng đỡ. Phương về Phương chỉ tỉa cho nó cao cao lên chút xíu thôi. Thì cái kinh chi phí nó rất là nhiều. Nhiều lắm mọi người ơi. Nhiều hơn cái ngoài cái sức của Phương tưởng tượng luôn. Đó. Xong xuôi là Phương ở đây á, là Phương có hỏi mọi người rồi. Rồi người ta nói đó. Nếu mà anh làm trạm cứu hộ chó mèo á thì anh phải khoan một cái giếng, chứ mà cái tiền mà anh dọn tiền nước anh dọn rửa trại của mình á với lại cái này cái kia á là nó tiền nước rất là cao, tại vì ở đây một khối tới 20.000 một khối lận, 20.000 một khối nước rất là nhiều. Nó cũng ngang ngửa với lại cái chỗ chậm cũ của Phương, nhưng mà chậm cũ của Phương á thì nó đỡ cái là Phương dội rửa sạch này nọ đó, là vệ sinh á, là Phương lấy cái nước ngoài sông, ở ngoài sông ngoài ao á, ngoài ao nói chung là nước nó cũng sạch chứ không phải là dơ, là Phương rửa xong rồi Phương mới xịt sơ lại cái nước sạch một lần nữa. Đó, cho mình thử ra một tháng tiền điện nước của Phương ở dưới kia á là nó cũng tầm 3 triệu mấy 4 triệu đó, là cái tiền thuê ở dưới kia cũng 3,5 triệu thì nó cũng vô tầm đó à, cũng 7-8 triệu một tháng chi phí của Phương là tiền điện nước, tiền thuê một tháng gần 8 triệu, rồi chưa tính là tiền ăn, tiền gạo và tiền thực phẩm này nọ nữa, rất là nhiều. Một tháng chi phí nó cũng phải mất hơn 10 mấy triệu. Đó, một con số khá là khủng. Bây giờ á, là dựng cái chòi Phương ở trước nè. Đó, xong xuôi rồi có điều kiện nữa thì Phương sẽ làm tiếp. Mấy cái chòi cho mấy bé đó, nó ở. Rồi phải làm nền, cán nền rồi lại lâm hết trơn á, đủ thứ á.
bây giờ là người ta đang tiến hành làm cỏ, dọn cỏ rồi sửa sang lại, làm mình cái máy cái nhà này là để ở nè. Rồi mai mốt Phương về á là Phương phải làm chỗ ra thêm dàn máy xung quanh nữa để che mưa cho mấy bé đó. Còn ở khoảng này thì nó có mấy cây trứng cá rồi, mình giữ cái đó luôn, mình không có làm máy đó, để cho mấy bé nó ra nó chơi. Còn như là những cái phần nào mà có máy á là Phương sẽ lót gạch hoặc là đổ nền cho nó sạch sẽ, cho mấy bé nó vô nó ở nó ngủ. Còn như những cái phần này á là không có thể nào làm máy được á thì Phương để trống cho lấy nắng trời luôn đó, cho mấy bé nó đi chơi. Rồi Phương xin kết thúc clip ở đây. Thì xin chúc quý anh chị cô chú gặp nhiều sức khỏe. Quý anh chị cô chú có thương Phương và mấy bé, xin quý anh chị cô chú ủng hộ phụ với Phương để Phương có thêm kinh phí để làm hoàn chỉnh hơn cái trạm. Ở đây là mình có thể là xác định ở lâu dài, mình không có sợ phải đuổi đi hay cái gì nữa. Đó, vì vậy Phương sẽ đầu tư ở đây cho nó khang trang lên, sạch đẹp hơn. Rồi mọi người chờ coi clip sau của Phương nha. Bye bye.